Bí ẩn tại Khám Chí Hòa, nơi giam giữ giang hồ cộm cán nhất Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh UV Đại Bàng. Lâu nay thì Khám Chí Hòa vẫn là một mảnh đất thiên của giới tội phạm, bởi đa số các giang hồ cộng cán nhất miền Nam trước và sau năm 75 đều chịu án ở đây. Và tại đây thì có những câu chuyện đã là huyền thoại và đầy màu sắc huyền bí được nhiều người truyền miệng cho đến ngày nay. Được biết thì những bí ẩn tại Khám Chí Hòa là gì? Mời các bạn hãy cùng xem hết video sau đây của chúng tôi. Bác chân đồ trong lòng thành phố. Có một truyền thuyết khá ly kỳ về Khám Chí Hòa được truyền miệng ra ngoài là hầu như năm nào trong công viên của trại đều bị sát đánh và sau khi trại bị sát đánh thì bao giờ cũng có một hay nhiều hơn một cán bộ chết vì rất nhiều lý do. Đặc biệt là có năm sửa nhà thờ nằm trong khuôn viên trại thì chỉ trong vài tháng năm tới 6 cán bộ đang công tác trong trại đã bị chết vì những lý do hết sức bất ngờ. Tôi cho rằng đó chỉ là truyền thuyết trong muôn ngàn những truyền thuyết được tôi đã nghe được. Nhưng khi tiếp xúc với các cán bộ công tác trong trại thì mọi người cũng đều xác nhận chuyện khám chí hòa hay bị sát đánh hay chuyện cán bộ chết bí ẩn là có thật. Tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Văn Cao, người có 16 năm làm việc trong trại để tìm hiểu về bí mật này. Nơi bị sát đánh nhiều nhất là tại tòa nhà quan trọng nhất, tòa nhà hình bát giác nơi giam giữ hàng ngàn phạm nhân. Toàn bộ khu nhà giam này rộng 7 hectare, trại giam Chí Hòa tôi thường gọi là Khám Chí Hòa. Được Pháp xây dựng vào năm 1943, kiến trúc của Chí Hòa rất đặc biệt do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế. Được xây dựng theo ngũ hình bát quái, nó cao 3 tầng lầu có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc chữ A, B, C, D, E, F, G, H, tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Cũng có người thì cho là kiến trúc này dựa trên bát trận đồ của khổng minh. Do vậy, nó có lối kiến trúc độc đáo, vừa mang những đặc trưng cơ bản của kiến trúc Pháp kiên cố, kính đáo mát mẻ, vừa mang nét huyền bí âm dương ngũ hành của phương Đông. Mỗi cạnh của bác quái trận đồ là một khu, lưng xây bịch kính ở phía ngoài, còn phía trong thì toàn là song sắt. Chí Hòa chỉ có một cửa vào, người ta nói đó là cửa tử. Qua cửa đó là hệ thống đường hầm, đường đi bên trong, đều thiết kế theo cung vị nếu không có người hướng dẫn thì một người đi vào đó sẽ mất hết phương hướng giống như lọc vào một mê cung đồ, không thấy đường ra. Chính giữa hình bát quái đồ là một sân rộng cũng hình bát giác chia thành 8 khu hình tam giác nhỏ với rất nhiều cây cối, bãi cỏ sạch sẽ và thoáng mát. Ngay tâm của hình bát quái có một đài bơm nước với một đoạn là bể nước phình to nhìn từ trên cao có hình một cây kiếm cắm thẳng xuống đất. Ngay đầu thanh kiếm này có tên là Tru Tiên Kiếm. Đây là thanh kiếm trấn những tên tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì khi ở đây mọi thủ đoạn của chúng cũng bị thanh kiếm linh nề hóa giải hết. Thanh kiếm này chính là trái tim của tòa nhà. Nếu thanh kiếm này bị nhổ lên, thì toàn bộ trận đồ không cần phá mà sẽ tự vỡ. Chính lối kiến trúc bắt trận đồ kỳ diệu đó, mà hầu hết các phạm nhân bị kết án nặng khi đã bước qua cửa tử thì có thể coi như là không có đường ra, và không thể nhận biết được đường ra chờ khi hết án tù hoặc được phóng thích. Lịch sử của Khám Chí Hòa cho đến nay chỉ ghi nhận có hai trường hợp vượt trở thành công. Lần thứ nhất là vào năm 1945 của người tù cách mạng, và lần thứ hai sau đó 50 năm của một tử tội hình sự các tiếng là phước tám ngón. Có cả triệu người đã bị nhốt vào đây mà hầu như không thấy có người nào thoát ra được cả. Theo nhiều nhà nghiên cứu tâm linh thì những người chết linh hồn vẫn bị bát quái giam giữ, không thể siêu thoát, cứ lẫn vẩn bên trong nơi đây. Âm khí rất nặng nề, quá thật khi tôi đứng nơi đây cảm giác rất rợn rợn, u uất lạnh toát cả cuộc sống. Người ta đồn rằng oán khí bay lên thấu trời cao, cho thấy mà ông trời thường xuyên làm sấm sét đánh, bể một gốc để khai một cửa sinh cho oán khí được thoát ra người chết được siêu thoát tất nhiên tất cả những đồn đại này chỉ là truyền nhau không ai dám chắc điều đó là sự thật cả chẳng biết truyền thuyết và đồn đại này là thật giả bao nhiêu phần trăm nhưng chính tổng thống Ngô Đình Diệm ông cũng tin chuyện này là có thật ông cho mời một thầy địa lý rất cao tay nhằm hóa giải một phần trận đồ này và sau đó một trong tám nóc nhà của hình bát giác đã được sang bằng phá vỡ tính hoàn hảo của bác quái phần theo ý trời mở một cửa xanh cho các linh hồn được bay đi. Nhà thờ hình Chúa Giêsu trên cây thập giá. Cũng theo lời của thượng tá cao kể, thì trong khuôn viên trại còn có một nhà thờ, ngày nay được sử dụng làm hội trường của trại. Thực chương pháp cho xây dựng nhà thờ này để rửa tội cho những người cộng sản mà chúng sẽ xử tử. Nếu theo quan điểm của phương Tây, thì khi sống con người ta dù phạm rất nhiều tội lỗi, nhưng trước khi chết nếu người đó được rửa tội, thì mọi tội lỗi được tha thứ và linh hồn người đó sẽ được lên thiên đàng. Nhưng nhà thờ này có kiến trúc khác biệt và quanh đó thì cũng có rất nhiều câu chuyện ly kỳ được truyền miệng cho đến nay. Về kiến trúc nhà thờ được xây hình giê trên cây thập tự giá, cửa vào chính là chân. Hai nhà nguyện là hai cánh tay bị đóng, đinh, gian rộng. Bàn thờ nơi cung thánh chính là thờ phần đầu của Chúa. Người ta đồn rằng đây là nơi rửa tội cho những chiến sĩ cộng sản trước khi bị thực dân Pháp bắn, nên rất linh thiêng. Chiến tranh đã đi qua rất lâu, nhưng nhà thờ vẫn nằm sừng sững trong khuôn viên, vì không ai dám dỡ bỏ nó. Thế nhưng có một biến cố đã xảy ra vào những năm 90 của thế kỷ trước, vị phó giám đốc mới được cử về công tác trong trại. Một người không tin vào những lời đồn thổi nhảm nhí đã cho sửa nhà thờ, thành hội trường nơi diễn ra hội họp, hội nghị của trại. Nơi được người ta sửa chữa đầu tiên là cửa vào vị trí chân của Chúa. Người ta đã phá đi cửa cũ, mở một cái cửa đại hội và hội trường nhưng việc sửa chữa chỉ mới được bắt đầu thì một sự cố lớn đã xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn liên tiếp 5 tới 6 cán bộ công tác trong trại bị thiệt mạng vì những lý do bất ngờ, tai nạn, súng cướp cò, đột tử vân vân. Và tất nhiên thì rất có thể những tai nạn này xảy ra là ngẫu nhiên, trùng hợp với thời gian sửa chữa nhà thờ. Song lúc đó sự hoang mang bao trùm toàn trại, vị tân phó giám đốc thực sự dao động và cuối cùng ông quyết định sửa lại ngôi nhà như thiết kế ban đầu, thuê thầy về cúng giải hạn và điều kỳ diệu đã xảy ra, dường như báo ứng đã được hóa giải. Những vụ chết bất đắc kỳ tử đã dừng lại hầu như ngay lập tức. Cán bộ toàn trại thở vào. Nếu bạn nghĩ chuyện âm khí, oán khí chỉ là sản phẩm tuyển tượng, cũng như là những người có đầu óc mê tín dị đoan, lý giải chuyện xét đánh. Chuyện những cái chết bất thường. Tuy nhiên thì sau những sự cố trên, một nhóm những nhà khoa học và nghiên cứu đã âm thầm nghiên cứu và lý giải mọi chuyện dưới góc độ khoa học. Một số nhà khoa học cho rằng bên dưới của tòa nhà có một mỏ quặng, đó mới chính là nguyên nhân tại sao ông trời hay nhắm vào tòa nhà đó và những cái chết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trên tôi khi bước qua cửa tử vào một mê cung đồ mà ở đó mất hết mọi khái niệm phương hướng không gian ngày đêm thời gian. Khi nhìn đó, mô hình bát giác hoàn hảo bị khuyết với khu GF, máy ngói bị sang bằng. Bước chân vào nhà thờ nơi chúa đang chịu đau đớn vì bị nhục hình. Tôi tin nơi đây còn rất nhiều điều bí ẩn chưa lời giải. Ngày nay khoa học đã rất phát triển, nhưng tự nhiên vũ trụ vẫn còn đầy rẫy những bí ẩn mà chúng ta chưa thể lý giải, đang chờ chúng ta khám phá. Video này chỉ là nhắc các phản ánh sự bí ẩn của kiến trúc cổ với mong muốn đưa đến cho quý vị một vài giả thuyết mới. Ma trong khám chí hòa Theo nhiều cán bộ và quản giáo ở đây thì họ thường xuyên có linh cảm có ma trong nhà tù lớn nhất Sài Gòn này. Đã làm cán bộ hay là phạm ở Chí Hòa Là đã phải gặp ma Đã nhiều lần bị bóng đè Nói dọa không sót một ai đâu Nhất là buổi trưa Ngồi làm việc tự nhiên có cái bóng trắng tóc đen dài Nó là là vào phòng Đi loanh quanh Rồi đến đứng ngay cạnh mình như đồng đội đồng chí Hoặc đó cứ đứng đằng xa Rồi dần tới ngay sát cửa Nhìn chầm chầm vào mình Cứ đến giữa trưa là thế Ngồi làm việc y như rằng có cái cảm giác Ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình Chờ xíu tao kể tiếp chứ tao nhớ lại nơi hết cái ốc rồi nè. Không làm việc chợp mắt xíu cũng đâu có yên với nó. Cứ thiêu thiêu đang vô giấc thì lại bị bóng đè. Thoát ra được mở mắt ra thì thấy nó đứng dưới chân nhìn mình. Mà không thấy mắt nó đâu, nó làm gì có mặt, trắng bệt chẳng có gì nữa là hai làn tóc đen dài. Có lần nó đứng đó, tao cũng kệ, tao chửi nó, để tao ngủ ngang, chửi xong, nó đi chỗ khác. Nhìn vậy thì tao khỏi dám ngủ tiếp luôn cứ ngủ trưa là bị bóng đè như thói quen của các cán bộ rồi. Mà tao nói thiệt chứ không có ý xúc phạm thánh thần. Nhiều lần rồi tao để con dao cái kéo dưới gối hay tụng kinh để cây thánh giá rồi tỏi sát bên người. Tao vẫn gặp con ma nữ mặt trắng bệch đó. Có ông còn dơ cây thánh giá ra để cản. Nó nhìn xong nó cười khanh khách tựa là tao không biết diễn tả sao. Lúc gặp nó thì cái cơ thể của mày cứ như không còn là của mày nữa, bụng rụng hết tay chân. Còn chuyện này nữa, mà cỏ ở trại thì Phạm cũng như là cán bộ quen quá rồi. Nhưng nguyên trại độc nhất căn buồn mà bất cứ thằng nào cũng phải sợ. Cứ nói vi phạm kỷ luật sẽ bị phạt giam trong đó. Là tôi nói im tinh thích mà chấp hành cho quy cụ à nhan. Mà có một lần thằng mới vô trại, gấu lắm. Nó bảo nó không sợ chết, thôi chứ ma cỏ gì. Rồi ok, chú thích thì các anh chiều quậy phá tụi tao cứ như lệ mà phạt thôi. Đêm đó thì cả trại mất ngủ vì tiếng thét của thằng đầu gấu kia nó hét mà cả chạy nghe. Tụi tao cũng kệ vì không có ngu mà lại gần cái buồn đó. Sáng ra mỗi buồn thấy nó ngồi bó mình trong xó buồn. mặt không còn giọt máu, hỏi gì cũng chỉ run run dạ dạ. Từ đó về sau ngoan hẳn. Chi tiết trong phòng thế nào thì thôi, tao không biết và cũng không muốn biết. Mấy lần đi tuần đêm mà nó còn hơn sếp tụi tao dậy đó. Nó đi sau lưng, đung đưa trên cành cây, nhẹ nhóc trên mái nhà giám sát tụi tao hoài. Mà mày cứ thiên nghĩ cái buồn đó còn kinh đến độ nào. Nhiều lần nó còn đi tuần dùm tụi tao nữa chứ. Sáng Phạm hỏi sao đêm qua có vụ gì mà đi tuần trễ vậy. Tao ngớ người bảo tao mới đến cơ quan sáng nay. Đêm qua đâu phải lịch trực của tao. Phạm mới bảo đúng dáng anh mà. Đúng giọng anh ừ ừ ho đàm mà. Hiểu rồi hen Hông thử dù chỉ một lần. Mà mấy chuyện trên vẫn còn bình thường. Vì gặp riết nên lâu sẽ chai. Biết rồi để mà né. Ma nữ hay ma gì nó cũng xem xem tụi của mình. Hoặc như là mấy ông lão bà lão chống gậy chỉ khác là tụi nó có bàn chân, cứ là là trên mặt đất. Lý do tao biết là vì tao tránh nhìn mặt, nhìn xuống dưới nên thấy, cũng đủ tẩn rồi. Chứ mày nghĩ đi, nguyên một cái áo trắng dài, mà không có chân cứ là lướt như vậy, cái mà tao ấn nhất là ma trẻ con. Không phải một đứa hay là một đứa đi chung với người phụ nữ, mà là cả một lũ ma trẻ con, khúc này ông lại nổi da gà, lạnh sống lưng tiếp. Chuyện con ma vú dài ở khám chí hòa, vào khoảng đầu thập niên 60, dân sống tại Sài Gòn xôn xao về câu chuyện con ma vú dài trong khám chí hòa, được đăng trên báo chí thời đó. Những năm 1960, chuyện kể là hàng đêm trong khám chí hòa sau 12 giờ, người ta thường nghe tiếng khóc thảm thiết rồi từ phía cuối hành lang từng trệt, hiện ra một con ma mặc áo dài trắng, tóc tai rũ rượi, là đà trên mặt đất. Con ma vừa đi vừa khóc thúc tích, nó đi về phía khu nhốt các tù nhân phái nam, đến các phòng giam, nó đứng trước cửa vạch áo thò cái vú dài cỡ chừng hai ba thước nhắm ngay miệng tù nhân đang thiêu thiêu ngủ bắt bú vì bị cưỡng bách hơn nữa lại bất chợt nên khó có người nào thoát khỏi cái nướng phú của con ma khi họ giật mình dậy thì chỉ biết ú ớ chớ chẳng vùng vẫy được gì cắn cho đứt cũng không xong mà nhả ra cũng không được sau đó chừng 3 phút thì con ma thu hồi cái vú bất hủ kia lại nó đi qua phòng kế bên để tiếp tục người khác hàng đêm như vậy con ma cái coi chừng khoảng từ 10 tới 15 tù nhân thưởng thức cái mùi vú dài ngọt ngào của nó. Cũng theo lời của các nạn nhân kể lại, thì sau khi bị ma cho bú, thì họ bần thần một hai ngày mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại và đặc biệt là không nghe nạn nhân nào kể lại mùi vị của cái vú dài như thế nào ra làm sao. Theo chuyên kể thì con ma vú già là hiện thân của một nữ phạm nhân tuổi tròn trèm 30, bị bắt nhốt vì tội chống thực dân đế quốc. Ở trong tù, nữ phạm nhân này bị tra tấn dã man nên phận uất thác cổ tự vẫn chết vì chết oan nên đã biến thành ma để chọc phá mọi người. Và đây chính là bí ẩn tại Khám Chí Hòa, nơi các giang hồ cộm các nhất Việt Nam bị giam giữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ về đề bàn có thêm động lực cho thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.